no sleep. When things run dry, I'm empty. I can't see. I'm blinded by this concrete. Hello mọi người, bọn mình đang ở Canterbury. Đây là một vùng mà cũng rất là xinh đẹp, mang một cái bầu không khí làng quê thanh bình của nước Anh. Đấy, chúng mình đã chuyển địa điểm sang Canterbury và hôm nay thì trời rất là nắng. Trời ơi, hôm nay rất là nắng luôn. Bây giờ bọn mình đang đợi để đi Bunting. Đây, bọn mình sẽ đi thuyền quanh cái khu Canterbury này. Sau đó sẽ tìm một cái địa điểm nào có hoa đẹp nhất để dừng lại để chụp ảnh. Đó. Đó, và đây sẽ là lộ trình của chiều ngày hôm nay. Lộ trình chiều ngày hôm nay. Đó. Giá vé đi tàu, không phải đi tàu, đi thuyền, đi Bunting sẽ là 20 đồng cho một người. 20 đồng cho một người. Đấy là giá student. Đó. Đấy. Bọn mình thì không phải student, nhưng mà trông cũng trẻ như student. Thế là bọn mình được giá student. Đấy. Xong là bọn mình sẽ đi trong khoảng 45 đến 1 tiếng, 45 phút đến 1 tiếng. Ok. Đó. Lượn lờ. Bây giờ bọn mình sẽ đứng đợi. Slot của bọn mình sẽ bắt đầu từ lúc 12:45 phút. 20 phút nữa. Sẽ tranh thủ tắm nắng. Tắm vì nắng. Từ ngày hôm qua đến giờ chúng mình chưa được tí nắng nào hấp thụ vào người hết. Bọn mình chỉ chúng mình mưa, cần phải quang hợp. Tắm sương. Sương và mưa. Ủa hôm nay trời rất nắng lên. Đây là thời tiết yêu thích của chúng mình. Trông tất cả mọi thứ đều đẹp. Ôi nhìn này. Lung linh lung linh. Trời xanh trời chứ không phải trời mây mù như vừa nãy nha. Nếu hôm nay bọn mình tham vọng là nếu mà bọn mình đi xong cái này mà có thời gian bọn mình sẽ quay lại Dover. Quay lại Dover để ngắm hoàng hôn. Bởi vì là biết đâu đấy. Rất khó nói khi nào mình có thể quay lại Dover. Nên là và cũng có thể là sẽ không bao giờ quay lại Dover. Nên là chúng mình đang rất là tham vọng là đấy. Sau khi khám phá Canterbury xong chúng mình sẽ quay trở lại Dover Ken. Đấy. Mình nghĩ là sẽ làm được. Tại vì là mình sẽ đi cái này tầm 1 tiếng này. Sau đó là sẽ đi quay quanh đây chụp ảnh tầm 1 tiếng rưỡi 2 tiếng nữa thôi. Là tầm 2 tiếng nữa thôi. 3 rưỡi là sẽ quay trở về Dover. Đấy. Sau bọn mình sẽ đi sân hoàng hôn. Sân hoàng hôn có thể ở cả White ngày. Cliff. Cả ngày ở Dover cũng được. Đúng rồi. Và sau khi quay trở lại Dover rồi thì chúng mình có thể ở đấy cả ngày cũng được. Đúng. Đến tối luôn cũng được. Đến tối ăn luôn ở đấy cũng được. Đúng. Tại vì là bọn mình xem dự báo thời tiết ngày mai sẽ là mưa nên là chắc sáng mai sẽ không đi được đâu, chỉ đi quanh quanh cái Folston thôi. Yeah. Đẹp quá. Let's go. Beautiful place to do it. Yeah. Wow. Oh my god. Mọi người cầu hôn. Mọi người ơi, có một cặp một cầu hôn ở đây. Pizza Express. Wow. This one used to be a blacksmith during the World Wars, this building here. Ahoy! Well, of course, to my left, guys, the Marlowe Theatre. Christmas. Không, xinh lắm. Hey Sunny. Hey Sunny. Bạn cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy rất mãn nguyện vì hôm nay chúng ta đi Canterbury. Đúng thời điểm, đúng thời tiết. Rất là xinh, hôm nay trời nắng, ấm. Người nhìn thấy mình mặc này không hề lạnh nào. Không hề lạnh. Trời rất ấm. Bọn mình sẽ đi, bây giờ bọn mình đang quay trở về rồi. Chắc là tầm 20 phút nữa mình sẽ kết thúc chuyến đi trên thuyền. Sau đó mình sẽ đi quanh quanh đây để chúc ảnh. Chúng mình đã từng đi Cambridge rồi. Bạn đánh giá như thế nào về sự Bunting ở Canterbury và Cambridge? Bunting ở Cambridge đẹp hơn. Có nghĩa là ở xung quanh nó có campus của các trường đại học ấy, trông nó to, nó đẹp hơn. Xong có nhiều bảo tàng rồi. Nói chung là đi qua nhiều chỗ trông hoành tráng ở đây, còn quanh đây thì chỉ là nhà kiểu nhà dân bình thường thôi. Phong cảnh làng quê. Không có hoa. Không có hoa sẽ đẹp. Đúng rồi, chúng mình chưa nhìn thấy hoa là ở cái chỗ nào. Từ nãy giờ đi chụp hoa. Tí nữa. Cái đám hoa tulip ở kia nhưng mà không biết có hoa không nhỉ? Thấy mọi người đi. Có mà. Chắc là không phải khúc sông này. Em tưởng là tất cả đều một khúc sông thôi. Không, chị nghĩ là nó to hơn nữa đấy. Nhưng bởi vì là mỗi công ty ở đây họ thầu một đoạn ấy, để nó không conflict với nhau ấy.
Nên chị nghĩ là bọn này nó chỉ chạy ở khúc này thôi. Ok. Thế Lâm, chị nghĩ là vậy. Sẽ đi kiếm hoa, sau đó mình sẽ đi chụp ảnh. Đó. Trông rất là thơ đây. Rất là thơ. Rất là thơ, rất là thơ. Thơ mà. Trông có một nhóm. Em để quay chị sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Chị kể đi à? Lại một câu chuyện nhảm gì đấy. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Em biết tại sao ban nãy vừa mới xuống xe phát chị đã biết ngay đến cái chỗ Bunting này và chị dẫn em ra thẳng đây không? Là chỗ là sao? Em tới chị Google. Google sẽ có rất nhiều công ty đúng không? Tại sao chị lại chọn Bunting? It's the remains of an old minister who used to work at the cathedral. 5 lần 7 lượt. But I tell you, tôi đã nghiên cứu về việc đi Canterbury nhưng tôi chưa bao giờ đi được. Nhưng mà tôi rất thuộc những cái list ở đây để có thể đi. Ok. Xong cuối cùng là you made it happen. Đúng rồi, we made it happen và rất là tình cờ luôn. Ngay từ đầu trong chuyến đi này đúng không? Mình không hề có ý định đi Canterbury. Chính xác. Và cuối cùng bọn mình đã thay đổi. Mình đã đi Canterbury trong một ngày nắng rực rỡ mà mọi thứ diễn ra rất là tình cờ. Rất là mượt mà luôn. Anh lái tàu ở đây. Anh lái thuyền. Rất đáng yêu mọi người ạ. Rất là đáng yêu và hài hước. Chúng mình vừa học được một từ mới. Các bạn có thể tìm hiểu về Canterbury và tìm hiểu Hollis là gì và comment ở bên dưới nhé. Nguồn gốc của cái từ đấy mọi người ạ. Đẹp quá, Canterbury đẹp quá. Xinh quá. Right then, xinh hơn vào một ngày nắng giáo. Thử tưởng tượng chúng tôi đi thuyền vào ngày mưa vào xem. Vào ngày mưa đi, chúng mình sẽ ngồi trên. Chúng mình sẽ bật ô lên, ngồi còn rúm ở đây. Đấy. Và Instagram Reel của chúng mình sẽ chỉ có những cái Bọn mình đang đi trên con, đi vòng vòng quanh Canterbury. Bọn mình vừa đi Panting xong. Và bây giờ bọn mình sẽ đi tìm đến một cái vườn hoa. Chúng mình đi tìm hoa. Đi tìm hoa để chụp ảnh. Đấy. Những cái chỗ hoa mà dọc bờ sông ở đâu vậy? Bọn tôi đang đi sao tìm. Chúng mình vẫn chưa thấy. Bọn mình đang đi tìm theo quán tính mà không hề tra Google. Không biết tên nó là chúng gì. Mình nghĩ là chúng mình sẽ hỏi một cái người dân ở đây xem họ có biết không. Ở đây. Ừ. Và có thể là họ sẽ chỉ cho mình để mình đi ra đấy nhanh hơn chăng. Bây giờ mình sẽ đi tìm một local nhá. Sau đó mình sẽ đi hỏi là xem cái đường đến cái vườn hoa đấy. Thế thì mình nên quay lại chỗ quán cà phê này. Đúng rồi, thế mình nhân viên này. Thế mình có nhân bạn đi biết. Wow. Xinh quá. Nắng quá. Chúng mình rất háo hức luôn. Cực kỳ háo hức. Bọn mình vừa chụp được những bức ảnh rất là sarah. Rất là sarah. Wow luôn. Phong cách wow luôn. Tự nhiên mình thấy một chiếc pizza. Bây giờ mình sẽ đi kiếm hoa, sau đó mình sẽ đi ăn. Rồi mình sẽ tham di chuyển về Dover. Cảm giác ở đây rất là ít. Thôi đi dọc đây đi. Đi dọc theo đoàn người đi. Mình sẽ đi dọc theo đoàn người, ở đây rất đông. Siêu đông luôn. Siêu đông. Ngoài vườn hoa ra thì mình có điểm nào để đi nữa không? Chị báo đây, hãy chụp ra vườn đi. Hoa thì mình sau đó mình có nhà thờ với bảo tàng ấy, gallery. Okay. Nhưng mà xong mình bảo là mình tham vọng đi hoa hồn Dover hơn. Nếu mà mình đi Dover thì mình sẽ bỏ bớt đi. Mình sẽ chỉ đi săn hoa. Săn hoa sau đó là mình sẽ đi ăn rồi mình đi về đi Dover. Mùa này là hoa ở đây là đẹp nhất rồi. Và mình sẽ đi cả đây. Ở đây là hoa nở rất rỡ vào mùa này. Ngoài mùa này ra thì quanh năm nó sẽ khá là ảm đạm. Trời, là buồn. Còn bảo tàng với gallery mình có thể đi vào ngày mưa cũng được, không sao cả. Nhìn nước qua một cái thì bubble tea. Nhìn này, thương hiệu rất quen thuộc, Ding Tea. Đi, uống đi. Mình đang ngồi đợi chị Thùy Béo đây mua trà sữa. Hello mọi người, bọn mình đã tìm được chỗ để chụp hoa. Nó ngay bên kia đường.
Đấy, bọn mình sẽ đi qua đường, bọn mình sẽ chụp hạ ở đây thì có rất là nhiều người luôn. Và hôm nay là trời nắng. Ồ, nhưng mà cái khúc sông này thật sự đẹp nha. Cái tuyệt vời luôn đấy. Rất là nhiều hoa, vừa nãy bọn mình cũng đi qua cái này. Mình không bị dị ứng phấn hoa nha các bạn. Vừa nãy mình không đi qua cái khúc sông này. Đúng rồi. Ê, em thấy cái khúc sông này thì là cái thuyền này có vẻ đẹp hơn. Tại vì là cái thuyền này chỉ có hai người thôi, nhìn đi. Cái khúc sông này đẹp hơn nhờ cái khúc sông kia vừa nãy không. Nhìn kiểu không có gì ấy. Đây là khúc sông, bọn mình sẽ đứng chụp hình ở đây. Rất là xinh. Getting drained, they settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more. Wow, xinh quá mọi người ơi. Cảnh vật nó rất là nên thơ luôn. Chúng mình đang tự hỏi là nhìn mà mắt thường thì đẹp mà tại sao lên hình thì nó cứ thế nào. Thế bọn mình nó không được đẹp như thế. Ừ, nó không được đẹp như ngoài đời luôn. Bọn mình sẽ đi tập nắng. Sau đó bọn mình sẽ đi ăn và đi quay trở lại Dover. Dover. Ở đây mọi người nhìn này, rất là nhiều người trải thảm ra. Chúng mình không có thảm, chúng mình sẽ dùng tạm con áo. Trải áo ra. Mọi người ra đây đọc sách nữa, chill nhỉ. Chiêu kiểu cuộc sống Anh Quốc mọi người thấy trên phim này. Ôi chiêu thật sự luôn. Đây đây mới là cái hình ảnh nước Anh mà mọi người hay nhìn thấy trên phim. Wow. Bây giờ bọn mình sẽ ngồi ở đây một xíu tắm nắng. Để tôi mô phỏng cho các bạn. Nào. Nào. Đây, Thùy Béo đây đang trải thảm ra. Đấy, sau đó nằm lên. Tắm sau đó nắng. Các bạn hãy nằm xuống. Mỗi người hãy chuẩn bị cho mình một chiếc kính. Đấy, nằm xuống. Và tôi cũng sẽ trải ra. Nắng cơ. Yes. Ok. Hello mọi người, bọn mình đang ở một nhà hàng Mediterranean. Ừ. Địa Trung Hải luôn chứ. Địa Trung Hải để ăn trưa. Và bọn mình đã gọi một chiếc pizza rất to, như cái mặt mình. Và lại là mực. Lại là mực chiên. Chúng mình vẫn đam mê hải sản. Và chúng mình có gọi một đĩa salad để cân bằng lại những cái chỗ đầu béo này. Để bọn mình sẽ ăn thử. Ăn nha. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người. Ăn pizza. Ăn mực trước đi. Starter. Mực đi. Mực đi, phát chanh nè. Phát chanh nè. Đó. Mực chiên phát chanh ăn rất là ngon luôn. Và ở đây có một cái sốt. Sốt trắng trắng như kiểu sốt. Lại dô phát lẫn nè. Cheers. Cho một ngày rực rỡ của chúng mình. Hôm nay bọn mình đã sản xuất được rất là nhiều video và reel. Nếu mọi người xem đến đây thì mọi người sẽ thấy trong tất cả các bữa ăn mình đều gọi Coca và Sunny thì luôn uống juice. Các bạn juice nhưng mà nó cũng là được quá. Không phải là juice, thiên nhiên đâu. Mình nhớ mình ngon hơn. Nhớ những lúc ở nhà mẹ mình chiên mực, mình sẽ đứng ở bên cạnh để bóc ngó. Cái lúc này như là tỏi. Bơ tỏi, có tỏi. Wow, chiếc pizza này có vẻ nướng bằng củi. Củi. Nhưng thực ra ở Ý thì người ta sẽ nướng pizza bằng bếp củi. Nhưng mà khi mà sang các nước khác, người Ý mở nhà hàng cheers. Yes, yes, okay. Thì thường là người ta nướng bằng bếp ga thôi, không có bếp củi. Mình sẽ quay một cái ala chuỗi. Mình phải quay tiếp với hôm qua. Ala chuỗi. Ala chuỗi. Quay từ hôm này đến hôm kia. Quay từ hôm này đến hôm kia chứ hết nào. 1, 2, ala chuỗi. Ok. Xong một phân cảnh nữa. Bây giờ thì ok. Lúc đầu chúng mình làm vlog du lịch ấy. Chúng mình kỳ vọng là phải nghìn view. Đấy. Xong rồi nó bò cho. Thôi chúng mình giảm xuống còn 500 view, 300 view, 200 view bây giờ là mừng rớt nước mắt rồi. Một ngày mà 200 view mừng rớt nước mắt. Mừng rớt nước mắt luôn. Không còn gì để mừng hơn. Ăn quả này là đủ để ngắm hoàng hôn luôn. Quả này ngắm hoàng đến 8 giờ cho bão. Đúng rồi. Người xưa em thích ăn pizza kiểu Mỹ kiểu. Nó rất là ngộp ngộp, topping ở trên ấy. Hải sản. Hải sản đó. Nhưng mà tự nhiên qua đây ăn cái này. Có mỗi cheese với bánh. Cà chua. Cà chua. Quế là hồng quế. Làm ăn lâu lâu lại thấy ngon. Chuẩn.
Video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến tận cuối video và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ bọn mình nhé. Bye bye, see ya.